Anh chàng to cao 6 múi này tên là Chun Bun, anh là một cảnh sát trưởng có sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp, không ai có đủ khả năng để đối đầu với anh ta. Tội phạm chỉ cần nghe thấy tên của anh là toàn thân lập tức run lẩy bẩy. Hôm nay có một băng cướp đến cướp ngân hàng, sau đó trốn vào trong nhà kho và phân chia chiến lợi phẩm. Chun Bun nghe tin lập tức đuổi đến nơi, giơ chân tung cước đá bay cánh cửa sát. Tên cướp vơ lấy khẩu súng nhắm thẳng vào đầu của anh, nhưng Chun Bun liền lập tức phản công khống chế được khẩu súng. Kết quả tên cướp đột nhiên phun nước ra, những tên cướp khác cũng lập tức rút súng. Anh cũng nhanh chóng giơ chân lên đá bay một tên ra xa hơn 10 mét, một bước chuyển động linh hoạt trốn ngay vào phía sau quầy gỗ, bỏ chiếc kính râm xuống thật ngầu, treo ra phía sau cổ áo. Một trưởng lập tức đá bay vòi nước chữa cháy trước mặt, sau đó dùng vòi nước phun thẳng vào nhóm cướp. Tên cướp nháy mắt đã bị vòi nước hất văng ra xa 3 mét. Quân lính tan tác, nhưng tên cướp kia cũng không có ngốc, giơ tay với lấy chiếc rìu bập đứt luôn vòi nước cứu hỏa. Chun Bun lập tức thay đổi phương thức chiến đấu, bắt đầu một cuộc tấn công bằng vòi chữa cháy. Một tên cướp bị hất bay cả chục mét. Ngay lập tức Chun Bun một khi đã phát động thì không thể thu lại, anh dùng vòi nước chữa cháy thực hiện động tác xoay tròn hoàn mỹ. Tên cướp bị đánh đã nhắm tịt mắt lại. Một tên cướp thấy tình hình có vẻ không ổn, định bụng ôm tiền chạy mất. Chun Bun lập tức giơ chân hất bay chiếc thùng nặng 50 cân, tên cướp ngã bất tỉnh nhân sự. Anh đã lấy lại được tiền, những tên cướp khác cũng nhanh chóng xông đến tiếp tục tấn công anh, đều bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết không còn hình người. Ngay khi tên cướp còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, tiếng chuông điện thoại của hắn ta đột nhiên vang lên. Chun Bun lúc đó cũng chợt trở nên vui vẻ yêu đời, vừa múa may quay cuồng vừa tiện tay hất luôn bọc tiền. Đây là khi bạn đam mê làm dancer nhưng mẹ bạn bắt làm cảnh sát. Chun Bun còn dùng đến cả kinh công bay lên trên tầng đá bay tên cướp. Lúc này nhóm cướp cuối cùng cũng đã tề tựu đông đủ, muốn hợp lực để đánh bại Chun Bun, nhưng anh cũng không tỏ ra sợ hãi, liền nhanh chân đá bay thùng dầu bôi trơn đồ ào xuống. Bọn cướp lảo đảo ngã xuống đất. Chun Bun đang giữ lấy tên cầm đầu làm một ván trượt ba tanh trên mặt đất, dầu bôi trơn bám đầy cả người. Ngay sau đó Chun Bun lập tức hóa thân thành một con trạch lão làng, tên cướp không thể bắt được anh. Tên cầm đầu tức phát điên nằm trượt dài trên mặt đất tấn công anh. Chun Bun lập tức đá bay tên cầm đầu của băng cướp, nhưng hắn ta không dễ dàng chịu thua mà cầm lấy khẩu súng vẫn còn muốn tấn công anh. Chun Bun bật nhảy lên đá bay khẩu súng trên tay của hắn, vừa giành được khẩu súng liền lập tức bắn bom. May mà Chun Bun đã học được một khóa gẹo gan đối phương thì tên cầm đầu này mới có thể giữ được mạng. Bên này Chun Bun cầm theo bọc tiền vừa bước ra khỏi nhà kho thì những cảnh sát khác cũng vừa lúc đuổi kịp đến. Anh cũng không nhiều lời vì muốn để cho cấp dưới của mình bị thương lập công. Chun Bun lập tức giơ súng bắn cấp dưới, tên đệ rất vui vì lập được công lớn. Chun Bun đã lấy số tiền đó chia cho tất cả mọi người, điều này đã khiến nhóm cướp tức điên lên. Tên đầu sỏ đám xã hội đen đứng sau bọn cướp đã đem người đến cục cảnh sát và lên giọng uy hiếp Chun Bun, còn cười nhạo Chun Bun nói mình có sự kiên nhẫn thì anh hãy giết hết tất cả những tên cướp đã đánh cắp tiền từ ngân hàng đi. Chun Bun nghe những lời của tên đại ca xã hội đen thì thấy hắn ta nói cũng rất có lý, lập tức thả hết những tên cướp đó ra. Anh liền đem theo một đám cấp dưới điên cuồng truy sát băng cướp. 6 tên cướp được trang bị đầy đủ vũ khí, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại khóc toáng lên gọi bố gào mẹ đua nhau bỏ chạy chỉ bởi vì Chun Bun đang truy sát bọn họ. Chỉ thấy Chun Bun liền một hơi đuổi lên đến tận tầng 10, rồi anh nhảy xuống dẫm vỡ hơn chục cái bình đất nung. Vừa quay đầu trùng hợp bắt gặp được một tiệt sắc gia nhân, trong nháy mắt hai mắt của Chun Bun sáng lóe lên như đèn pha ô tô, rơi vào lưới tình với cô gái này và ngay lập tức hạ quyết tâm phải cưới cô về làm vợ. Có thêm sự tiếp sức của tình yêu, sức chiến đấu của anh như thể phá vỡ được cả thiên giới, nhảy ra giữa không trung bóp cọp và cái kết một tên cướp bay màu, lại tiếp tục xoay một vòng 360 độ cuôn ngầu nhặt chiếc thùng chứa đậu phụ thối, đánh một tên cướp bất tỉnh nhân sự. Những tên cướp còn lại đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ đành nhảy lầu tự sát. Đúng vào lúc anh định nổ súng thì cô gái xinh đẹp kia đột nhiên xuất hiện, khiến Chun Bun chỉ mải ngắm nhìn cô gái nên đã để tên cầm đầu nhóm cướp chạy thoát mất. Chun Bun quay trở về nhà và nói với mẹ của mình về chuyện anh đã gặp cô gái kia. Mẹ của anh rất vui mừng bảo Chun Bun hãy đến nói chuyện với cha dượng một tiếng, nhưng anh lại có chút không vui. Hóa ra cha dượng ở kế bên của anh không thích anh. Người em trai sinh đôi khác cha khác mẹ của anh là Ma Khan Chan, hắn ta vô cùng lười biếng, ngày nào cũng ngủ trương phình lên. Nếu như không phải còn bận lòng đến mẹ của mình, anh căn bản không muốn về nhà. Những ngày tháng sau đó, Chun Bun lập tức khởi động chế độ tán gái tất cả các thể loại tình cờ gặp gỡ, muốn tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với cô, nhưng không ngờ Jae Jo lại rất hờ hững, căn bản là cô không hề để ý đến anh. Anh đi điều tra mới phát hiện ra rằng cha của Jae Jo là một gã bậm rượu chính hiệu, căn bản không hề có đồng thu nhập nào. Ngay lập tức Chun Bun đến nhà của Jae Jo, bỏ ra một số tiền lớn để mua bình đựng nước tiểu, rồi còn cố ý đập vỡ chúng để có thể khiến Jae Jo tranh thủ kiếm được nhiều tiền hơn. Jae Jo hoàn toàn có thể nhìn ra tâm tư này của anh, cô nói với anh rằng trước khi cha cô qua đời thì cô sẽ không lấy chồng. Lúc đó Chun Bun đúng thực sự là tan nát cả cõi lòng. Về đến nhà, anh hy vọng là mẹ của mình có thể an ủi mình đôi chút, điều không ngờ được rằng là mẹ anh đã không còn trên đời này nữa. Lúc này Chun Bun bỗng rơi vào tình cảnh họa đơn vô trí, nhưng anh nhớ lại những lời mẹ anh đã nói là muốn anh sống hòa thuận với người cha dượng Pharaoh. Anh đến tìm cha dượng ở bên cạnh và muốn hòa giải, mà ông già này cũng thật là ngốc nghếch, lại giễu cợt anh rằng nói sau khi mẹ anh qua đời cũng đồng nghĩa rằng anh không còn là thành viên trong gia đình này nữa. Chun Bun ngước mắt lên nhìn người
tra dựng sao ông ta có thể máu lạnh vô tình đến như vậy được và liền lập tức rời đi không một lần nhìn lại. Anh tìm đến chỗ của Zaizo và muốn được cô an ủi vỗ về, không ngờ rằng tên cầm đầu băng cướp đã cầm súng chờ sẵn ở đây. Hắn ta đem theo một đám đàn em phát động tấn công Chunbun. Anh hùng cứu mỹ nhân lập tức đưa Zaizo đến nơi an toàn, bắt đầu chạy nước rút. Một bước chuyển động linh hoạt, anh chàng tránh được tất cả số đạn chúng bắn ra, chớp mắt một cái và dốc toàn bộ sức lực đã đá bay được một tên cướp. Hắn ta lao đầu làm vỡ cả lề đường bằng bê tông. Sau đó Chunbun lại nhấc bổng chiếc xe đạp lên liền đánh ngã một tên cướp, sau đó lại tóm lấy một tên khác và đập vỡ tan tấm gỗ. Chunbun nhanh tay vơ lấy hai thanh gậy, hất bay hai tên cướp khác. Một cú đá tuyệt mệnh của anh đã đá tên cướp bay xa cả chục mét. Tên cầm đầu nhóm cướp đã nhanh chóng cầm theo khẩu súng săn và ngắm chuẩn về phía anh. Chunbun lập tức phản công rồi khống chế chặt báng súng, quay ngược lại về hướng hắn và nhẹ nhàng hất tung anh ta lên. Tên cầm đầu băng cướp ngay lập tức sống dở chết dở, nhưng bọn cướp này cũng thật là ngoan cố mà vẫn còn muốn với lấy khẩu súng liều chết một phen với Chunbun. Bàn chân anh lại bất ngờ tăng thêm lực đạo, trực tiếp khiến cho tên cầm đầu thăng thiên. Zaizo nhìn Chunbun đang tràn ngập sức chiến đấu, lập tức falling in love với anh, nhưng cô vẫn buộc phải tuân thủ lời hứa của mình là đợi sau khi cha mình qua đời thì cô mới có thể kết hôn với anh. Mà Chunbun cũng không kém phần tinh nghịch mà lén lút tự mình đến tìm cha của Zaizo, muốn cha Zaizo giúp anh khuyên nhủ cô. Và cha của Zaizo cũng là người thức thời, ông không chút do dự nào liền lập tức nhảy xuống sông tự sát. Đến nước này Zaizo chỉ có thể tuân thủ lời hứa của mình là ký kết hợp đồng hôn ước với Chunbun. Chunbun vô cùng hạnh phúc, muốn lấy tiền để chuẩn bị cho hôn lễ nhưng lại phát hiện ra số tiền mà anh đã dành dụm nửa đời người đột nhiên đã không cánh mà bay. Anh lập tức tiến hành điều tra thì phát hiện ra đó chính là do người em trai Ma Khan Chan đã lấy trộm đi mất. Điều này khiến Chunbun vô cùng buồn bực. Ma Khan Chan mời anh trai đến dự hôn lễ của mình, còn Chunbun thì lập tức đồng ý luôn. Vào ngày Ma Khan Chan kết hôn, nơi tổ chức hôn lễ náo nhiệt vô cùng, Chunbun dẫn theo cả Zaizo cùng đi, đằng sau là một nhóm cảnh sát vác theo cả súng đã chiếm đầy cả hiện trường buổi lễ. Em trai Ma Khan Chan và người cha dượng phải trợn tròn mắt ngơ ngác, ngay cả nhà phụ của Ma Khan Chan cũng phát điên lên và từ chối gả con gái của mình cho Ma Khan Chan. Điều này khiến trong lòng Chunbun vô cùng thỏa mãn, anh cảm thấy bản thân mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Zaizo lại bất ngờ nói với anh rằng làm như vậy là sai trái, người một nhà thì không nên công kích nhau như vậy. Nhưng anh lại không nghe lời Zaizo nói mà đã quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với hai cha con họ. Vì chuyện hôn sự của Ma Khan Chan đã thất bại nên trong lòng hắn ta vô cùng tức giận, anh ta tóm lấy một người công nhân điên cuồng chút giận. Người công nhân đó đã nhờ đến Chunbun giúp mình ra mặt. Chunbun vô cùng kiêu ngạo và nói với người công nhân rằng anh sẽ dạy dỗ em trai của mình cho đến khi anh kêu tôi dừng tay mới thôi. Ngay sau đó Chunbun tìm đến em trai Ma Khan Chan của mình, đá một chưởng khiến hắn ta bay xa cả chục mét. Anh lại tiếp tục tóm lấy cậu em đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Người công nhân thấy Chunbun hung dữ như vậy nên chỉ có thể cầu xin anh dừng tay. Ngay sau đó người cha dượng đưa theo Ma Khan Chan tìm đến cục cảnh sát để đòi lại công lý và yêu cầu Chunbun phải xin lỗi anh ta. Tên đại ca xã hội đen cũng đến muốn nhân cơ hội này dạy Chunbun một bài học, nhưng không ngờ rằng đây là việc riêng của Chunbun. Sau khi Chunbun xin lỗi ngay tại chỗ thì không hề xảy ra chuyện gì khác nữa. Tên đại ca xã hội đen khuôn mặt ngờ nghệch, nhưng Chunbun của chúng ta sao có thể tha cho tên đại ca xã hội đen đó. Anh nhận được ám thị của lãnh đạo, tịch thu nhà máy sản xuất bia của hắn. Tên đại ca trong nháy mắt phải chịu tổn hại nghiêm trọng, điều này đã chọc tức anh ta và ngay lập tức đã ra lệnh cho đàn em phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ cửa hàng của người cha dượng. Người cha dượng nghe tin vô cùng sốt sắng, cuối cùng chúng gió phải nhập viện. Ma Khan Chan chạy chữa bệnh cho cha của mình. Lúc này tên đại ca xã hội đen giả vờ như có lòng tốt đã cho Ma Khan Chan vay một cọc tiền lớn và nhờ anh ta gửi một giỏ xoài đến cho lãnh đạo. Ma Khan Chan ôm theo giỏ xoài siêu to và đi đến nhà của vị lãnh đạo kia. Kết quả là khi anh ta vừa mới rời đi thì vị lãnh đạo đó lập tức đăng xuất khỏi trái đất, thế là Ma Khan Chan cũng trở thành kẻ tình nghi. Anh nhắc nhở tên đại ca xã hội đen hãy tự bảo vệ mình, nhưng tên đại ca này lòng dạ cũng vô cùng đen tối và đưa cho anh ta một khẩu súng để anh ta tự tay giết chết anh trai Chunbun của mình. Ma Khan Chan cầm theo khẩu súng rồi đi đến nhà của anh trai Chunbun, lập tức thừa nhận và đem hết tất cả mọi chuyện nói cho Chunbun nghe. Chunbun nhanh chóng tính kế, quyết định giả vờ như đã bị giết hại, còn đi đến bệnh viện đoàn tụ với người cha dượng Pharaoh của mình. Tên đại ca xã hội đen nhận được tin Chunbun đã bị giết hại thì trong lòng vô cùng đắc ý, lập tức bắt cóc Ma Khan Chan đến chỗ mình và nói ra một bí mật động trời: mẹ của anh không phải qua đời vì mắc bệnh mà là chính hắn đã tiễn bà đi. Ma Khan Chan nghe vậy lập tức phát điên muốn liều mạng một phen với tên khốn đó, nhưng lại bị anh ta tặng cho một cái bạt tai ngã dập ra. Ngay khi tên đại ca xã hội đen định kết liễu luôn Ma Khan Chan, Chunbun đã mang theo một đám cấp dưới của mình đuổi đến. Tên đại ca xã hội đen lập tức phát động tấn công. Chunbun xông lên dẫn đầu đoàn quân, một cước đá bay chiếc thuyền sắt nặng 1.500 cân làm tấm khiên chắn đạn. Chớp mắt một cái, anh xông thẳng vào giữa đám đàn em của hắn ta cứu Ma Khan Chan thoát ra ngoài. Đối phương phi xe đến muốn tiễn cậu em đi chầu ông bà, Chunbun liền xuất hiện đá bay tên tài xế, nhanh tay cướp lấy chiếc xe hơi và đã kéo quả lựu đạn ném lên trên xe. Sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, chiếc xe hơi bay lên trên đầu của tên đại ca rồi lập tức phát nổ. Mà tên đại ca này cũng thật là mình đồng da sắt, căn bản không hề có bị thương. Hắn ta ra lệnh cho đám đàn em của mình ngăn Chunbun lại, còn mình thì vác thùng tiền bỏ chạy đi mất. Chunbun lập tức đuổi theo không rời, không ngờ tên đại ca không chút do dự đã đâm thẳng chiếc kéo vào thắt lưng của anh. Lúc này sức chiến đấu của Chunbun đã nhanh chóng giảm xuống, bị tên đại ca đè xuống dưới đất điên cuồng đấm đá, nhưng dù sao thì sức chiến đấu của Chunbun cũng vẫn rất mạnh. Anh đột nhiên phản công lại khiến hắn ta chịu không ít đau đớn. Đại ca xã hội đen chóng cởi bỏ quần áo, sức chiến đấu lại một lần nữa thăng hạng. Tay hắn cầm một chiếc rìu siêu to khổng lồ và điên cuồng đánh về phía Chunbun. Chunbun sau khi đã chịu đựng không ít thương tổn thì cuối cùng đã vật được hắn ta xuống đất. Lúc này Ma Khan Chan cũng đã đuổi đến, nói với Chunbun rằng chính là tên trùm này đã sát hại mẹ của anh. Lần này sự tức giận bên trong Chunbun đã đạt đến mức đỉnh điểm, sức chiến đấu
chỉ tăng không hề giảm, sát khí bên trong anh ngay lập tức ngấm vào từng thớ thịt. Sau một phen biến hình, Chun Bun đã thăng tiến thành cấp bậc Chun Bun siêu cấp, khả năng phòng thủ tăng lên 10 triệu lần, sức tấn công tăng chóng mặt 90 triệu lần. Tên đại ca xông lên đấm vào mặt của anh, nhưng cũng chỉ là mũi đốt inox. Chun Bun cũng không chịu lép vế, cho hắn ta một trưởng bay thẳng lên xe máy kéo. Đòn tấn công có mức độ sát thương lên tới 1 triệu tấn. Sau đó Chun Bun để cho Ma Khan Chan khởi động xe máy kéo, túm lấy tóc của tên đại ca xã hội đen, sau đó nhét miệng của hắn ta vào ống khói. Ma Khan Chan không động tác thừa nhấn bàn ga, tên đại ca xã hội đen chỉ trong nháy mắt đã biến thành cái máy lọc không khí hình người lập tức thăng thiên. Chun Bun lái chiếc xe máy kéo đưa xác chết của tên đại ca xã hội đen đó quay trở lại thành phố. Một tuần sau, Chun Bun đã tổ chức hôn lễ cho người em trai Ma Khan Chan của mình. Một nhà năm người bọn họ bắt đầu chung sống hòa thuận. Cũng từ đó Chun Bun và Jaizo đã trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Tập phim hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay. Các bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng một nút like, một nút đăng ký kênh và một chia sẻ để bọn mình có thêm động lực để ra những video mới mỗi ngày nha.